Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Quốc hội thực hiện quy trình bầu chủ tịch nước vào chiều 21 tháng 5. Sáng ngày 22 tháng 5, sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước, tân chủ tịch nước sẽ đọc lời tuyên thệ và có bài phát biểu nhậm chức. Cụ thể, theo nghị trình kỳ họp thứ Bảy, từ 16:30 chiều 21 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội danh sách đề cử để Quốc hội bầu chủ tịch nước. Sau đó, Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử để Quốc hội bầu cử chủ tịch nước. Đến sáng 22 tháng 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn về danh sách đề cử Quốc hội bầu chủ tịch nước nếu có. Kế tiếp, Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua danh sách để bầu chủ tịch nước, Quốc hội sẽ bầu chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi ban kiểm tra, phiếu báo cáo kết quả, kiểm phiếu, phiên họp sẽ được truyền hình phát thanh trực tiếp tới đồng bào cử tri cả nước các nội dung liên quan. Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo nghị quyết bầu chủ tịch nước. Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết bầu chủ tịch nước. Ngay sau đó, chủ tịch nước sẽ đọc lời tuyên thệ và phát biểu nhậm chức. Cũng liên quan đến công tác nhân sự, trong sáng 22 tháng 5, Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Việc này sẽ được Quốc hội phê chuẩn theo đề nghị của Chủ tịch nước bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ báo cáo kết quả và Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội dự thảo nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Những nội dung này Quốc hội sẽ họp riêng. Như Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã thông tin, hội nghị lần thứ 9 Trung ương khóa 13 đã thống nhất rất cao giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khóa 15 bầu giữ chức Chủ tịch nước. Ông Tô Lâm, 67 tuổi, quê ở Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 11, 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13 và là đại biểu Quốc hội khóa 14, 15. Ông được phong cấp bậc hàm Đại tướng từ tháng 2 năm 2019. Ông Tô Lâm có 27 năm gắn bó với Cục Bảo vệ Chính trị Bộ Công an. Từ những năm 80 của thế kỷ trước, trưởng thành từ một cán bộ, ông lần lượt trải qua nhiều cương vị, từ Phó trưởng phòng, Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị. Từ tháng 6 năm 2006, ông giữ trọng trách là Phó Tổng Cục trưởng, Phó Tổng Cục trưởng phụ trách, rồi Tổng Cục trưởng Tổng Cục An ninh Bộ Công an. Đến tháng 8 năm 2010, ông Tô Lâm làm Thứ trưởng Bộ Công an. Từ tháng 4 năm 2016 đến nay, ông là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Ông cũng đồng thời là Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Phó trưởng Tiểu ban Bảo vệ Chính trị Nội bộ Trung ương, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng An ninh, Ủy viên Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương. Trung ương xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Ban Chấp hành Trung ương đã dân chủ thảo luận, kỹ lưỡng xem xét và thống nhất cao về phương án kiện toàn chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội xem xét, quyết định tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, khai mạc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024. Cụ thể, sau 3 ngày, 16 đến 18 tháng 5, làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đầy tinh thần trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và bế mạc sáng ngày 18 tháng 5. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điều hành phiên bế mạc. Trung ương đã xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều vấn đề quan trọng. Bộ Chính trị đã tiếp thu tối đa và giải trình những vấn đề còn có ý kiến khác nhau. Ban Chấp hành Trung ương đã nhất trí cao thông qua nghị quyết của hội nghị. Đánh giá cao sự chuẩn bị của các tiểu ban, Ban Chấp hành Trung ương nhất trí về cơ bản với dự thảo đề cương các báo cáo và cho nhiều ý kiến chỉ đạo quan trọng đối với các đề xuất, kiến nghị của các tiểu ban. Trung ương yêu cầu các tiểu ban cần khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến của hội nghị, hoàn thiện các đề cương, bảo đảm sự thống nhất giữa các báo cáo, nhất là về chủ đề, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu tổng quát. Trên cơ sở đó, sớm bắt tay xây dựng dự thảo các văn kiện theo kế hoạch đã đề ra, trình bày ngắn gọn, xúc tích, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Dự thảo các văn kiện phải thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta. Phát biểu bế mạc hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Trung ương đặc biệt nhấn mạnh dự thảo các văn kiện phải thực sự xứng tầm trình đại hội.
thể hiện được ý chí và sức mạnh vươn lên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong thời kỳ phát triển mới với khí thế mới, động lực mới, cũng như những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức mới đan xen, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, dân chủ, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Xác định đúng đắn những chủ trương, định hướng và các quyết sách lớn, bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh đổi mới toàn diện và đồng bộ, xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong 5 năm tới, đến năm 2030, 100 năm thành lập Đảng và tầm nhìn đến năm 2045, 100 năm thành lập nước. Trong quá trình chuẩn bị các văn kiện, phải căn cứ vào kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13, các nghị quyết của Trung ương tổng kết 40 năm đổi mới, 15 năm thực hiện điều lệ và cương lĩnh của Đảng, bổ sung, phát triển năm 2011. Đồng thời bám sát vào cương lĩnh nghị quyết Đại hội 13, các nghị quyết Trung ương khóa 13 và thực tiễn của đất nước để đánh giá một cách khách quan, khoa học, toàn diện các vấn đề, nhất là những vấn đề phức tạp mới phát sinh. Phân tích sâu sắc các nguyên nhân, dự báo có cơ sở khoa học tình hình đất nước, khu vực và thế giới, để từ đó xác định đúng đắn các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm và đột phá chiến lược cho nhiệm kỳ tới. Xây dựng thực hiện đồng bộ thể chế chính sách thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý, phải chăng sau 40 năm đổi mới chúng ta đã thực sự hình thành được lý luận về đường lối đổi mới ở Việt Nam? Trong nhiệm kỳ này, cần phải tập trung ưu tiên thực hiện thật tốt 12 định hướng phát triển đất nước và 6 nhiệm vụ trọng tâm như trong đề cương báo cáo chính trị đã nêu. Và đặc biệt là nên chăng, trong giai đoạn phát triển mới, vẫn cần tiếp tục triển khai thực hiện 3 đột phá chiến lược đã được Đại hội 13 đề ra. Tuy nhiên, cần tập trung vào những nội dung rất then chốt, cụ thể hơn như xây dựng và thực hiện đồng bộ thể chế, chính sách để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá phát triển, đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, thu hút bồi dưỡng phát triển, trọng dụng nhân tài và xây dựng kết cấu hạ tầng cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng để thực sự tạo ra đột phá phát triển. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần đi sâu phân tích, đánh giá việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 5 năm 2021-2025, khẳng định những kết quả, thành tựu đã đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, làm rõ những nội dung đổi mới, những nhân tố mới tốt hơn, tích cực hơn của nhiệm kỳ khóa 13 so với các nhiệm kỳ trước, dự báo khả năng thực hiện cương lĩnh mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chú trọng làm rõ những vấn đề lớn, quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhanh và bền vững, bảo đảm quốc phòng, an ninh đối ngoại, xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Định hướng cho toàn Đảng, chuẩn bị và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Hội nghị đã thảo luận dân chủ cho ý kiến chỉ đạo đối với việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, Trung ương đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể, xác đáng vào tờ trình và dự thảo chỉ thị của Bộ Chính trị, tập trung thảo luận, phân tích, tạo sự đồng thuận cao những nội dung Bộ Chính trị xin ý kiến bao gồm những nội dung chỉ thị số 35 CTTVK còn phù hợp, những nội dung cần kế thừa nhưng phải có điều chỉnh, bổ sung, những nội dung cụ thể hóa các nghị quyết, quy chế, quy định của Trung ương khóa 13, những nội dung không kế thừa chỉ thị số 35 CTTVK cần được lược bỏ cho phù hợp với thực tiễn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, đây là công việc hệ trọng cần sớm được triển khai thực hiện với tinh thần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương của Đảng, bảo đảm tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên. Các cấp ủy Đảng cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 và Đại hội Đảng bộ cấp trên, đồng thời chuẩn bị thật tốt các báo cáo của cấp ủy cấp mình. Báo cáo của Ban chấp hành Đảng bộ cần quán triệt định hướng chuẩn bị văn kiện trình Đại hội 14, bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết của nhiệm kỳ qua, chỉ rõ những kết quả, thành tích đã đạt được, những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp có tính khả thi cao cho nhiệm kỳ tới và tầm nhìn xa hơn. Việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp phải gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, bảo đảm hiệu quả cao, chú ý phát hiện, giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, nhất là những vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy phải thực hiện theo đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng,
rà soát thật kỹ để lựa chọn, giới thiệu và bầu được những đồng chí thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng, bảo đảm tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc. Ban chấp hành Trung ương giao cho Bộ Chính trị sau hội nghị này khẩn trương chỉ đạo sớm hoàn chỉnh và ban hành chỉ thị để định hướng cho toàn Đảng chuẩn bị và tiến hành thành công đại hội các cấp, góp phần cho thành công đại hội 14 của Đảng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.